Vâng, và sau đây em test con Relatic 2003, con này khủng nha bác. Công suất lớn mấy trăm watt luôn. Và có chỉnh mic bass mic chép nha, dòng ngoài dòng lớn đó, điện 120 nha. Chờ khoảng 5 đến 10 giây thì em nói sẽ nhảy rời đi và chúng ta cùng thưởng thức là đường tiếng và lo nét rời đi được các bác. Đặc biệt dòng này lo nét rất là mạnh nha, bass mic chép nha các bác. Ấn vào là giảm bass này, hai lúc này chúng ta nhả ra hay là chuyển kênh này. Đấy, khi mình chuyển kênh là nó sẽ có đèn báo đấy, đài này đấy, đài đuốc tùm lum đấy, của AUX này đấy. AUX thì chúng ta sẽ có đèn tia nha, bấm lo nét nha. À, lo nét rất là mạnh, con này ngon bổ rẻ các bác, giá nó 17 triệu 500W các bác. Gửi cho bác ở Quảng Ninh. Hết mic, hết chép, hay là không có bát chép rồi á, em sẽ lên bát nha. À, bên trong này là ba lăng nhau trái phải nha các bác. Rồi em dừng video, mai em gửi hàng cho bác nha. Con này sử dụng điện 120 và tại vì nó hàng Mỹ nha.